X51 Story mến chào các quý vị thính giả. Trong thời kỳ Tam Quốc, Tào Ngụy là quốc gia mạnh nhất, có diện tích và dân số áp đảo hai nước thuộc Ngô còn lại. Xây dựng nên cơ nghiệp đó là nhờ công lao chinh chiến của Tào Tháo và tập đoàn của mình giúp sức, tạo cơ sở vững chắc để con Tháo là Tào Phi Thế Hán lập nên Tào Ngụy. Tào Phi có tài năng và uy vọng như cha, nhưng lại yểu mệnh, cướp ngôi năm 220 thì đến 226 đã theo chân bố. Hưởng Dương có 39 tuổi, trong khi Tào Tháo vất vả cả đời Hưởng Dương 65 tuổi. Kế nghiệp phi là Tào Duệ, cũng là một người tài năng, trong triều còn nhiều đại thần giúp sức, chống được các cuộc tấn công bên ngoài của Gia Cát Lượng bên Thục Hán và sự quấy phá của Đông Ngô. Tuy nhiên, Ngụy Tam Thế còn yểu mệnh hơn cha, năm 239 đã lìa đời Hưởng Dương có 35 tuổi, làm vua 13 năm. Trước khi chết, Tào Duệ có ba đứa con trai đều mất sớm cả, đành nhận nuôi hai đứa con, trong đó lập Tào Phương, con của Nhậm Thành Vương Tào Giai, làm thái tử. Khi Duệ mất, Phương mới có 7 tuổi, đành học theo lối Lưu Bị phó thác con côi cho đại thần, định giao quyền nhiếp chính cho bọn đại thần Tào Vũ, Tào Sảng, Hạ Hầu Hiến, Tào Triệu và Tần Lãng. Nhưng lúc đó, hai viên quan là Lưu Phóng và Tôn Tư vốn có hiềm khích với Hạ Hầu Hiến và Tào Triệu nên xin với Minh Đế đổi lại người nhiếp chính. Tào Duệ đành chỉ định để hai người là Tào Sảng và Tư Mã Ý làm thay. Tào Sảng là con của đại tướng quân Tào Chân, chơi với Duệ từ hồi tóc còn để trỏm, là một tông thất quan trọng, còn Tư Mã Ý lúc đó đã 60 tuổi, phục vụ từ thời Tào Tháo, có uy vọng rất lớn từ cuộc chiến chống Thục Hán. Thực ra ban đầu Tào Duệ nghi ngờ Tư Mã Ý muốn gạt đi, nhưng bỏ Tư Mã Ý đi thì trong triều lại không còn ai nữa. Ban đầu, Tào Sảng là đại tướng quân, cùng Tư Mã Ý là phiêu kỵ tướng quân cùng nhiếp chính. Tào Sảng biết mình trẻ người non dạ, kính Tư Mã Ý như cha, mọi việc đều cùng bàn luận. Sau đó, Tào Sảng nghe lời các môn khách tìm cách đoạt quyền của Tư Mã Ý bằng cách xin vua phong Tư Mã Ý làm đại thái phó, tiếng là thăng chức nhưng thực tế là tước binh quyền, giao cho các thủ hạ thân tín Đặng Dương, Lý Thắng, Hạ Yến và Đinh Mật, những người được biết đến về tài năng nhưng thiếu khôn ngoan, được giao những vị trí quyền lực. Tiếp đến phe cánh của Tào Sảng tiến hành trục xuất mọi vị quan không cùng phe cánh với mình khỏi triều đình. Tào Sảng thăng chức cho thân tín của Tư Mã Ý là Tưởng Tế làm thái úy, thừa cơ bãi nhiễm chức vụ lĩnh quân tướng quân cùng quyền quản lý cấm quân trong tay Tưởng Tế, phong cho em trai mình là Tào Hy làm trung lĩnh tướng, lại bãi nhiễm vị trí hiệu úy hai danh trung lũy và trung kiên trong năm danh của cấm quân, đưa binh quyền hai danh ấy giao cho Tào Hy thống lĩnh. Hơn nữa, Tào Sảng còn phong cho Tào Huấn làm vũ vệ tướng quân, thống lĩnh vũ vệ danh cấm quân, Tào Ngạn làm tản kỵ thường thị, nhờ đó, anh em Tào Sảng hoàn toàn nắm quyền khống chế hơn vạn quân trong thành Lạc Dương. Tư Mã Ý tuy vẫn được nắm quyền chỉ huy quân đội, nhưng không có quyền lực trong triều đình. Năm 244, Tào Sảng vì muốn có danh tiếng quân sự của riêng mình đã đem đại quân tiến đánh biên giới Thục Hán ở Hán Trung, mà không chuẩn bị kỹ càng về hậu cần. Quân Thục dựa vào địa thế hiểm trở phòng thủ chắc chắn, hai bên ở thế giằng co, đến khi các lực lượng Tào Ngụy hết lương thực, Tào Sảng buộc phải rút lui với tổn thất lớn về nhân mạng. Tuy nhiên, dù thua trận, Tào Sảng vẫn nắm thực quyền. Năm 247, Tư Mã Ý chán nản với hoàn cảnh hữu danh vô thực của mình, cáo ốm xin về vườn. Tào Sảng phái Lý Thắng tới thăm dò có phải Tư Mã Ý ốm thật hay không, nhưng Tư Mã Ý đã giả bệnh liệt giường muốn nhỏm dậy phải có thị nữ đương đỡ, rồi muốn uống nước phải lấy tay trỏ vào mồm, ăn cháo để rớt hết vào áo, rồi lúc trò chuyện tỏ ra vẻ u ớ, cố ý nghe nhầm Kinh Châu thành Tịnh Châu. Lý Thắng tin thật, về báo tin cho Tào Sảng rằng Tư Mã Ý giờ chỉ còn giống như bộ xương khô, bệnh liệt giường không dậy nổi, chỉ còn lại chút hơi tàn, chứ hồn cũng lìa khỏi xác rồi, không đáng để ngài lo lắng. Về sau lại nói, thái phó không thể nào khỏe lại được, khiến người ta tiếc thương. Sau khi nhận được tin tức của Lý Thắng, Tào Sảng cùng đồng đảng cũng dần không còn phòng bị Tư Mã Ý nữa. Tào Sảng nhiều lần cùng em trai Tào Hy rời thành du ngoạn, Nông Hoàn Phả Một Đại Ti cùng quê với Tào Sảng cho rằng hai anh em Tào Sảng đang nắm trong tay quyền lực triều đình cùng với cấm quân, cho nên không nên cùng lúc rời khỏi thành, tránh để có kẻ thừa cơ đóng cổng thành làm phản, khi ấy cả hai sẽ không thể quay về khống chế thành Lạc Dương. Nhưng đáng tiếc là, Tào Sảng khi ấy cho rằng không ai có thể uy hiếp quyền lực của mình cho nên không nghe lời khuyên. Tháng Giêng năm Gia Bình Nguyên Niên, tức năm 249, Hoàng đế Tào Phương rời Lạc Dương đến Lăng Cao Bình bái tế Ngụy Minh Đế, theo cùng có đại tướng quân Tào Sảng, trung lệnh quân Tào Hy, vũ vệ tướng quân Tào Huấn. Nếu như lúc trước Tư Mã Ý không giả bệnh nặng, thì Tào Sảng chắc chắn sẽ không mang theo hết tâm phúc của mình theo cùng,
mà sẽ để lại vài tướng lĩnh trấn thủ Lạc Dương. Nhưng cũng chính vì Tư Mã Ý không còn đáng lo nữa, cho nên Tào Sảng đã không có sắp xếp phòng ngừa thích hợp. Chính vì thế, Tư Mã Ý đã nhân cơ hội này bẩm tấu với Quách Thái Hậu, xin phế bỏ anh em Tào Sảng. Bấy giờ, Tư Mã Sư là trung hộ quân, dẫn quân đóng ở phủ Tư Mã, khống chế đô thành Lạc Dương. Còn Tư Mã Ý thì đích thân cùng Thái úy Tưởng Tế dẫn theo binh mã đi nghênh đón Hoàng đế, đóng quân tại Phù Kiều, Lạc Thủy, cử người dâng tấu chương kể rõ tội trạng của Tào Sảng với thiên tử. Tư Mã Ý cũng phái người thông báo cho Tào Sảng, khuyên ông mau chóng nộp vũ khí đầu hàng, vậy thì vẫn còn đường sống, như Tư Mã Ý có nói, chỉ miễn chức quan mà thôi, xin lấy sông Lạc ra thề. Ở trong tình huống đó, Tào Sảng đã do dự rất lâu, cuối cùng quyết định đầu hàng. Thế nhưng, sau khi anh em Tào Sảng về tới Lạc Dương, họ nhanh chóng bị Tư Mã Ý xử lý. Tư Mã Ý dùng tội danh đại nghịch bất đạo, bắt ba anh em Tào Sảng, Tào Hy, Tào Huấn, cùng những thân tín như Hà Yến, Đặng Dương, Đinh Mật, Tất Quý, Lý Thắng, Hoàn Phạm Tống vào tù, xử tử toàn bộ những người này, đồng thời tru di tam tộc. Khi nhìn lại giai đoạn lịch sử này, rất nhiều người xót xa nói rằng, nếu như ban đầu Tào Sảng không lựa chọn đầu hàng, mà nghe theo lời đại tư nông Hoàn Phạm, chọn ra sức chống lại, ép Ngụy Đế đến Hứa Xương, chưa chắc đã rơi vào kết cục thê thảm bị tru di tam tộc. Năm đó, Tào Tháo cưỡng ép Hán Hiến Đế tới Hứa Xương, có được địa vị ép thiên tử lệnh chư hầu, mở ra thời kỳ vâng lệnh thiên tử hiệu lệnh thần tử bất tuân, không hẳn không phải là một kinh nghiệm có thể bắt chước. Thế nhưng, Tào Sảng thật sự có thể bắt chước kinh nghiệm của Tào Tháo ư? X51 Story luận bàn. Tào Tháo mới còn trẻ đã bộc lộ tài năng, rất nhiều người từng khen ngợi ông. Kiều Huyền người nước Lương từng nói với Tào Tháo rằng, thiên hạ sẽ trở nên loạn lạc, nhân tài kiệt xuất cũng chẳng cứu vãn nổi. Người ổn định được thiên hạ, lẽ nào không phải Tào Tháo? Hứa Thiệu nhận xét Tào Tháo là gian tặc thời Thái Bình, anh hùng thời Loạc Lạc. Khi Tào Tháo ép Hán Hiến Đế đến Hứa Xương, ông đã chém giết, mở ra một con đường huyết mạch từ thời Đông Hán loạn lạc, trở thành kiêu hùng cát cứ một phương. Còn Tào Sảng vốn có danh tướng quân bị thịt, ông được trao vai trò nhiếp chính cùng Tư Mã Ý sau khi Ngụy Minh Đế Tào Duệ qua đời, hoàn toàn là bởi ông may mắn sinh ra trong nhà họ Tào. Năm 244, để lập được chiến công, Tào Sảng tự ý chỉ huy 7 vạn đại quân chinh phạt Thục Hán. Thế nhưng, dưới sự chỉ huy tệ hại của ông, 7 vạn đại quân đi sâu vào biên giới của Thục Hán, rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Quân Tào gian khổ chiến đấu lâu ngày, phải trả một cái giá vô cùng nặng nề mới rút quân được. Sau khi Ngụy Minh Đế Tào Duệ qua đời, Tào Sảng chèn ép Tư Mã Ý, lộng quyền, đắc tội rất nhiều người. Khi ông rơi vào cảnh khốn cùng vì sự biến lăng Cao Bình, ngoài anh em ruột thịt và vài thuộc hạ trung thành, gần như không có ai đứng về phía ông. Còn trong triều đình, những thành viên của dòng họ Tư Mã như Tư Mã Phu, Tư Mã Sư hiển nhiên sẽ đứng về phía Tư Mã Ý, ngay cả những trọng thần trong triều đình như Tư Đồ Cao Nô, Thái Bộc Vương Quan, Thái úy Tưởng Tế đều ủng hộ Tư Mã Ý. Cao Nô giúp Tư Mã Ý tiếp quản quân đội của Tào Sảng, Vương Quan dùng chức quyền trung lĩnh quân tiếp quản quân đội trực thuộc của Tào Hy. Tưởng Tế khích lệ tự tin của Tư Mã Ý khi ông do dự, không sao, cứ yên tâm làm. Sự biến lăng Cao Bình xảy ra quá mức đột ngột, Tào Sảng chỉ có vài ngàn binh sĩ địa phương giữ vai trò canh phòng ở lăng Cao Bình, số binh sĩ ít ỏi này hoàn toàn không đủ đánh, chứ đừng nói là đưa tới Hứa Xương. Vết xe đổ của người đi trước là, khi Quan Vũ thất bại tại Mạch Thành, trong tình huống không phải đánh trận, mấy vạn người ngựa cũng vừa đi vừa rơi rớt lại, cuối cùng chỉ còn hơn 10 kỵ binh. Vậy nếu như lấy danh nghĩa của thiếu đế Tào Phương phát động chiếu Cần Vương thì sẽ như thế nào? Chúng ta có thể tưởng tượng xem, khi một tướng quân nắm trong tay quân đội hùng hậu, đồng thời nhận được chiếu chỉ Cần Vương từ thiếu đế Tào Phương và Quách Thái Hậu, ông ta sẽ lựa chọn thế nào? Một tướng quân thông minh chắc chắn sẽ giữ thái độ xem chừng, đồng thời sẽ cử người đi làm rõ thực hư. Hiển nhiên, trong thời gian ngắn, Tào Sảng không trông chờ được vào quân đội Cần Vương. Nói tóm lại, sau khi Tào Sảng gặp sự biến lăng Cao Bình, không phải ông chưa từng nghĩ tới việc dây binh chống lại, nhưng tất cả mọi người đều không giúp ông, còn khuyên ông đầu hàng, ông còn có thể làm thế nào được? Dây binh chống lại, chắc chắn là con đường chết, còn nộp vũ khí đầu hàng, ít nhất còn có một tia hy vọng, nếu như lời thề của Tư Mã Ý được như sông Lạc chảy mãi không ngừng. Chúng tôi xin kết thúc bài chia sẻ của mình tại đây. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành ra thời gian quý giá để lắng nghe bài chia sẻ này. Xin kính chúc quý thính giả cùng gia đình luôn luôn hạnh phúc, thành công và bình an trong cuộc sống. Sau khi Tào Duệ, vị hoàng đế thứ hai của Tào Ngụy,
Qua đời năm 239, ông để lại một vương quốc đầy rẫy nguy cơ với vị vua nhỏ tuổi Tào Phương 7 tuổi và quyền nhiếp chính được giao cho Tào Sảng và Tư Mã Y. Tào Sảng, con trai của đại tướng quân Tào Chân, trẻ tuổi và thiếu kinh nghiệm, tôn trọng Tư Mã Ý như bậc cha già. Tuy nhiên, bị ảnh hưởng bởi các môn phách, Tào Sảng đã tìm cách tước bỏ quyền lực của Tư Mã Ý bằng cách phong ông làm đại thái phó, đồng thời giao binh quyền cho các tướng thân cận. Tư Mã Ý, một vị tướng lão luyện và đầy mưu lược, đã nhận lời một cách bình tĩnh. Ông biết đây là âm mưu của Tào Sảng để loại bỏ mình, nhưng vì không có lựa chọn nào khác, ông đành phải chấp nhận. Tuy nhiên, Tư Mã Ý không hề ngồi yên. Ông âm thầm củng cố lực lượng, chờ thời cơ thích hợp để lật đổ Tào Sảng và giành quyền kiểm soát Tào Ngụy.